Cô nương, con kể cho mọi người nghe là bố hôm qua say rượu rồi làm như thế nào hả? Rồi lại nằm lăn ra đấy rồi đi đâu ngã đấy đúng không? Ôi mất mặt quá. Ừ, rồi sao nữa? Ôi ơi ơi mệt quá, xong rồi ngồi cũng vậy hả? Ôi rồi xong rồi sao nữa con hả? Ừ, ồ hồi dựa sa pa này đi, rồi ồ dựa sa pa đi lên sa pa ngủ. Ừ, nó nằm ngủ như nào? À nằm như vậy ngủ hả? À ơi ồ nằm như vậy ngủ, ồ nằm như vậy ngủ. Ôi mất mặt quá mà đúng không? Đi đâu say xỉn này ngã đấy. Là bố uống rượu. Ừ, thôi con đừng nói, ai cũng biết là bố uống rượu rồi, càng nói càng mất mặt. Ừ, đúng không? Đi đâu ngã đấy, suốt ngày say với xỉn đúng không? Lần